đã bị chốt quyền thi đấu bên phía U22 Thái Lan nếu chỉ tính các cầu thủ ở trên sân. Ở trận này là thủ thành Sopongwit, trung vệ Jonathan Kemdi và vừa rồi là tiền đạo Terasak. Bàn thua và những tình huống rất đáng quên. Một trận chung kết chắc chắn là các cổ động viên của bóng đá Thái Lan không muốn nhớ. Burachet. Nỗ lực cuối cùng của U22 Thái Lan. Quá mệt rồi. Chan Arong đã không còn sức nữa để thực hiện đường chuyền dành cho đồng đội. Hiệp phút thứ hai chuẩn bị bước sang thời gian bù giờ. Pha ra 4-2 rất thuận lợi nhưng vẫn chưa có được bàn thắng thứ năm. Một con Mekaputra 5-2, chiến thắng quá tưng bừng dành cho cầu thủ Indonesia. Lợi thế hơn người đã được cầu thủ áo đỏ phát huy tối đa. Kể cả chưa có bàn thắng thứ năm vừa rồi thì tấm huy chương vàng cũng khó có thể thoát khỏi cao thủ Indonesia khi mà trong hiệp phụ họ đã phát huy được lợi thế hơn người của mình để tạo cách biệt hai bàn thêm một lần nữa. Và bây giờ cách biệt là 3-3 rồi. Những giọt nước mắt quá hạnh phúc của Beckham Putra. Vừa vào sân chỉ ít phút thôi, Beckham Putra đã ghi tên mình lên bảng tỷ số. Một cầu thủ dự bị cũng rất có duyên ở giải đấu này. Beckham Putra là người đã được lựa chọn đá chính trong trận đấu đầu tiên tại vòng bảng của Indonesia, nhưng màn trình diễn mờ nhạt của cầu thủ mang áo số 10 này sau đó đã khiến cho anh liên tiếp để mất vị trí đá chính. Nhưng ngày hôm nay khi được trao cơ hội vào sân từ băng ghế dự bị và trong hiệp